Dạ, chúng ta gặp Dương Bảo rồi, nên quay trở về thôi. SOS, chúng tôi gặp Dương Bảo. Nơi này kỳ lạ thật, thời tiết không ổn định. Chắc tiệt, dạ, chúng ta bị sét đánh trúng rồi. Mẹ kiếp, giờ phải làm sao đây? Ở kia có hòn đảo, nhảy dù xuống đi. Nghe thấy gì không? Những người này là ai vậy? Chúng tôi không có ác ý. Cho chúng tôi ít đồ ăn đi. Cảm ơn. Trên tường có nhiều hình vẽ thật đấy. Cô em xinh đẹp đi đâu thế? Ồ, hang động này trông cũ kỹ thật. Tôi nghĩ chúng ta đã phát hiện ra một bộ lạc bí ẩn. Nhìn này, có khi nào chúng ta tìm được kho báu luôn không? Thứ gì ấy nhỉ? Đây là cái quái gì thế? Tôi nghĩ không phải thứ tốt lành gì đâu. Bỏ đâu ra lắm thế này? Mau chạy thôi. Nhiều bộ quá. Rời khỏi đây ngay. Chạy thôi. Chạy, chạy mau. Chạy mau. Đi, bên này. Tới đây. Nào. Chết tiệt, đám bỏ trang vào đây rồi. Nhìn lên, đi nào. Nhảy lên trên kia. Đánh. Sát. Giữ chắc da. Nhanh lên, Jack. Tôi giữ không nổi nữa. Giữ chắc vào. Không, Jack. Kỳ đà khổng lồ.
bùng nổ. Nhìn kìa, con quái thú. Để tôi. Ôi mẹ ơi, Tô Kiều Kiều. Đạo diễn ơi, nào tránh ra. Đạo diễn, đây là lần thứ hai chị Kiều Kiều muốn làm đổ chết chúng tôi rồi. Trong phim này, rốt cuộc chị ấy là trùng cuối hay quái thú mới là trùng cuối vậy? Cậu nói cái gì đấy? Liên quan gì đến tôi? Đúng vậy, đi mà nói với cậu đạo cậu ấy. Cậu làm sao vậy? Một mớ hỗn độn. Ông Elioi, chúng tôi toàn dùng đồ thật hết. Cậu tên gì? Tao gì? Biết tôi là ai không? Không biết. Tôi là Cha Sông, tôi là cố vấn sinh tồn giả mại, kim chỉ đạo động tác súng ống trong phim này. Ai ở phim trường này cũng phải nghe lời tôi, bao gồm cả cậu. Thế nên cậu liệu mày chuẩn bị đạo cụ cho tốt vào, đừng có làm lộn xộn nữa. Tao gì? Anh Cha Sông nói đúng đấy. Được. Xin lỗi nhé. Qua đây. Làm việc trong đoàn phim, cháu phải nghe lời người ta. Cháu biết rồi, đừng làm cậu lo lắng. Cậu yên tâm đi, cứ yên tâm. Ngày mai có cảnh mây quan trọng đúng không? Tranh thủ thời gian, chuẩn bị cho tốt vào. Cậu yên tâm, đừng lo nữa. Đi nhé. Tôi muốn tạo một vụ nổ thật lớn cho cảnh quay này. Nhìn kỹ đây, ở đây, ở đây, cả nơi này nữa. Ngoài khung hình cũng phải có luôn. Tôi muốn màu không khí nổ rền vang qua đây. Nhớ phải phân bố lần lượt nhé. Không vấn đề, đạo diễn cứ yên tâm. Amoninca, thuốc nổ, kiếp nổ, chúng ta có đủ hết. Thuốc nổ TNT cũng có luôn. Đạo diễn, anh đang làm thế này không được. Trước nay chưa làm thế bao giờ. Từ đây đến đó, không thể làm được đâu. Như vậy không được. Sao lại không được? Làm vậy có đẹp không? Đẹp chứ. Làm gì thế? Sẽ giúp anh giảm bớt hiệu ứng hậu kỳ đấy. Đi đi. Bỏ cho tôi. Sếp Tống, này là anh nói đấy nhé. Sếp Tống, có lời này của anh thì tôi yên tâm rồi. Đạo diễn ơi, đạo diễn, bộ phim này tôi nhất định sẽ thể hiện cho anh thấy cái gọi là thẩm mỹ bạo lực. Hay, hay lắm. Cô gái xinh đẹp đại chiến mấy vật khổng lồ ngoài hành tinh. Cảnh 12, sốc một tay một. Chuẩn bị. Bắn. Nổ. Nổ. Nổ cho tôi. Cô sao rồi? Cố gắng lên. Cậu cho mẫu đi chứ. Tôi cho nổ rồi mà. Tới rồi, tới rồi. Nhanh, đi.
Nhanh lên, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Hay lắm. Tốt, đúng rồi, quay đi. Tới luôn, tới luôn. Đúng rồi, chính là hiệu ứng này. Quá tuyệt vời. Nhanh, bắp đi. Ngứa lỡ rồi. Chạy nhanh lên, ngứa lỡ rồi. Chạy mau, chạy mau. Chạy, ngứa lỡ rồi. Chạy thôi, chạy. Chạy, nhanh lên. Qua đây, nhanh. Chạy đi. Chạy mau. Nhanh, bên này, chạy thôi. Chạy bên này, nhanh, nhanh lên. Chạy mau. Nhanh, chạy đi. Cô có sao không? Không sao. Tôi đi xem người khác. Mọi người không sao chứ? Không sao, tôi không sao. Anh sao rồi? Có sao không? Sếp Tống à, tôi... Không sao. Tuyệt vời lắm. Thật sao? Đây chính là hiệu ứng mà tôi muốn. Làm việc tiếp đi. Dừng. Sếp Tống, anh xem tôi nói chuẩn mà, đúng không? Kiểu quay đẹp lắm. Tống Tắc, rốt cuộc anh làm cái gì vậy hả? Chẳng có gì cả. Ban nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn, sức chút nữa là tốt nát mặt luôn đấy. Anh cứ như vậy thì tôi không quay nữa đâu. Kiều Kiều, cô nhìn đi. Từng người trong đoàn phim đều có vị trí của riêng mình. Chuyện ra quyết định chắc chắn không phải một cái bình hoa nên cân nhắc đâu. Cô ấy à, chỉ cần chịu trách nhiệm xinh đẹp thôi là được. Cố lên. Cậu, cháu thấy hơi kỳ lạ. Cộng hữu xảy ra giờ nãy, cháu đoán là có thể có một không gian cực lớn trong núi này. Anh Tào, ý anh là dưới ngọn núi này có một hang động sao? Cháu tới đó xem thử. Ừ, cậu cẩn thận nha, cháu cũng vậy. Dân ngủ mà chú chu. Anh Tào nói vậy là thật hả? Ông cố của tôi nói rồi, bảo là nơi này nếu lâu nay không có khói lửa thì bên dưới sẽ có rộng đất đấy. Rộng đất? Loại rộng đất này không những thông minh mà còn rất không tàn nữa. Nếu ai dám động thổ trên đầu nó
nó sẽ khiến người đó sống không yên ổn luôn. Ai còn nói mấy câu mê tín này thì cứ xéo hết cho tôi. Mau làm việc đi. Làm việc thôi, làm việc thôi. Mẹ nó, sao lại lên đây rồi? Cứu, cứu, cứu. Cứu thế giới. Mau chạy đi. Con quái thú, con quái thú. Chạy, chạy. Chạy mau. Quái thú, có quái thú. Chạy mau, quái thú tới rồi. Chạy mau lên. Quái thú tới rồi. Con mẹ ơi, đáng sợ quá. Chạy mau, chạy, chạy mau. Đi thôi, có quái thú. Đạo diễn, mau chạy đi. Nhìn kìa, quay thú, chạy mau. Chạy, nhanh lên. Đứng dậy, đứng dậy, nhanh. Dạ, dạ, dạ. Đây là cái thế gì vậy? Tôi không biết. Chạy mau. Chạy thôi, nhanh lên. Qua đây, nhanh. Đứng ra. Đi đi. Chạy mau. Giới. Nào. Nào. Đi. Cẩn thận. Đi mau. Đi thôi. Cô có sao không? Nhanh. Thank you.
quá mẹ ơi. Đi, đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Không được, tôi thực sự không đi nổi nữa. Sếp Tống, hay là chúng ta nghỉ một lát đi. Nào, chậm thôi. Nào. Chị đây. Chị không sao chứ? Không sao. Người anh em có thấy cậu tôi đâu không? Chị Kiều Kiều, cô không sao chứ? Không sao. Diễm đâu rồi? Những gì cứu tôi nên. Tống Tắc Anh có còn là người không? Thấy chết không cứu. Tôi thấy chết không cứu. Hồi nãy gấp gáp như vậy, còn ai lo cho ai được nữa? Nếu đổi lại là tôi, ai cứu tôi đây? Giả lại, cô cũng đâu bị gì đúng không? Anh là đồ khốn nạn. Tôi khốn nạn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi còn không biết phải giải quyết thế nào. Cô bảo tôi khốn nạn, tôi già. Đừng phiền tôi nữa. Là anh đưa mọi người lên trên đảo này đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho bộ phim thôi. Khóc. Khóc lóc có ích gì? Đừng nằm ỉ nữa. Nhanh đến bờ biển, đội thuyền tới đón chúng ta thôi. Chị, bớt giọng đi. Mau trốn đi. Trốn đi, nhanh lên. Chạy mau. Chạy, chạy, chạy. Đi thôi, đi. Nhanh lên. Mọi người xem, ở đây có hang động. Xem này. Bên này. Chị, từ từ thôi. Nào. Chị, em sợ quá. Thank you.
Thật không ngờ quay bộ phim về quái thú, vậy mà gặp quái thú thật. Tới bờ biển đi, chờ đã. Đi xa chút rồi tính. Chờ không nổi nữa, đi thôi. Đi, đi thôi. Nào. Có ai nghe tôi nói gì không? Nhận được tín hiệu không? Có ai nhận được tín hiệu không? Có ai không? Cậu, là cậu phải không? Cậu ơi, Tào Việt hả? Tào Việt. Bên chỗ cậu giờ có mấy người? Chân quen người. Cậu, nghe cháu nói nhé. Bây giờ cậu mau chóng dẫn mọi người tới bờ biển. Cháu sẽ bảo xếp tóm điện thoại gọi thuyền tới. Nhớ là tài liệu của mình nhất định phải dẫn mọi người đi đường gần nhất, chú ý an toàn. Anh Chu, bây giờ quay lại chỗ cấm trại. Lấy tài liệu gì nhanh cho tôi. Tài liệu. Anh điên rồi à? Cậu, đừng đi, nguy hiểm lắm. Cậu. Vẫn kịp thời gian mà. Chỉ cần lấy được tài liệu, tôi sẽ gọi thuyền ngay lập tức. Tôi về chỗ cấm trại cho. Nhặt lên đi. Đi thôi. Có bọ. Cứu tôi với. Chị. Chạy mau. Đi, đi mau. Báo lên, chạy mau. Chạy mau, đi thôi. Chạy. Chạy mau. Chạy nhanh, hãy cùng ra đi. Lửa nhanh, cố đi. Nhanh, theo sát vào.
Được rồi, được rồi. Giá Sơn, chúng là loài côn trùng gì vậy? Anh có sao không? Thoạt nhìn thì chắc là bọ dê bình thường. Nhưng mà bọ dê bình thường sẽ không hung dữ như vậy. Tôi dám các thứ này trước nay chưa từng bị phát hiện, chắc không phải đâu. Dựa vào tình hình lúc đó, hẳn là nó muốn chui vào trong cơ thể người, giống như đang tìm một loại ký chủ nào đó, nên có lẽ là một loại ký sinh trùng. Ký sinh trùng với cả kỳ đà khổng lồ. Vậy chúng ta chết chắc rồi sao? Mọi người nhìn kìa. Nhìn kìa, quái thú. Giống hệt con mà chúng ta đã gặp. Để tôi. Những hình vẽ này là gì vậy? Đây là rắn khổng lồ và kỳ đà khổng lồ đang đánh nhau. Cám quấn lấy kỳ đà. Kỳ đã đánh không lại rắn, chỉ có thể nhổ nước bọt vào nó. Đừng nói lung tung. Theo như cậu nói thì vừa nãy chúng ta gặp kỳ đã khổng lồ rồi. Vậy có phải rắn khổng lồ cũng tồn tại không? Không, không thể nào đâu chứ. Tấm, tôi nghĩ kế hoạch tốt nhất bây giờ là mau chóng rời khỏi đây trước khi trời tối. Nhưng giờ chúng ta không có cách nào để điện thoại gọi thuyền. Chẳng phải anh là chuyên gia sinh tồn giả ngoại sao? Chắc chắn anh có cách nhỉ. Tình hình bây giờ đã vượt hơn mức lương mà anh cho tôi rồi. Câu cây. Nếu là như vậy, tôi cũng không dám bảo đảm tình hình về sau. Các người thấy đấy, trên đảo này địa hình phức tạp. Thông minh lên một chút cho tôi. Đừng đi phiền phức cho tôi nữa. Tốt nhất là cô nên đi cùng tôi. Thôi đi, tôi sợ anh thấy chết không cứu. Tôi đi với anh. Anh chú này, chúng ta lạc đường rồi hả? Phương
Không sai hướng mà. Băng này băng mặt không thể nào chuyển hướng được. Nhìn này, đây là gì vậy? Đây là thứ gì thế? Đi, vào xem thử xem. Mấy quả trứng to quá. Nhiều dê. Đây là gì? Cẩn thận đấy, bên này cũng nhiều nữa, cẩn thận nha. Ôi trời ơi, những thứ này là gì thế? Đừng chạm vào. Chỗ này nguy hiểm. Mọi người đi mau. Đi, mau đi thôi. Nhanh lên. Đi, đi, đi. Cậu ơi. Cậu. Chị ngồi xuống đây trước đi. Mấy người anh chưa về rồi. Cậu. Cậu ơi, Tào Diệt. Không sao chứ? Cậu không sao, cháu có sao không? Sếp Tống. Mau điện thoại, gọi thuyền tới đón chúng ta đi. Tôi không gọi được nữa. Anh không biết đâu, lúc chúng tôi quay về đây thì gặp một bầy bỏ da ăn thịt người, điện thoại vệ tinh hỏng rồi. Sếp Tống, không biết trên đảo này còn có thứ gì nữa. Ở giữa đám lao xì, chúng tôi phát hiện những quả trứng khổng lồ. Rất nhiều luôn. Chúng ta chậm trễ một ngày thì sẽ thêm một ngày nguy hiểm. Nhưng cũng hết cách rồi. Bây giờ chỉ có thể chờ thôi. Trứng gì? Là cái này nè. Gia Son, anh xem là trứng gì. Nhìn qua văn này thì chắc là trứng rắn. Nhưng trứng này to như vậy, tôi không dám tưởng tượng con rắn to cỡ nào. Sao cậu lại lấy nó về vậy hả? Đây là một khám phá khoa học mới đấy. Con uổng phí làm việc cùng tôi nhiều năm nhỉ. Trả cho tôi. Chúng ta sẽ gặp chuyện đấy. Cậu. Nào, nhanh. Thuốc đâu? Đây, để cháu. Đây. Cậu đỡ hơn chưa? Tào gì? Chúng ta phải nghĩ cách đưa mọi người trở về. Được, cậu yên tâm. Nghỉ ngơi chút đi cậu. Cháu đi tìm nước cho cậu nhé. Ừ. Sếp Tống, tài liệu của chúng ta đâu? Đây, tôi đã cất kỹ rồi. Tôi có chai nước này, nhanh đấy. Cảm ơn cô. Thế này, cô cho cậu tôi uống vậy hết. Nếu như còn, cô tự giữ lại cho mình đi. Không sao, trong núi này có khe suối mà, uống hết thì rót về thêm thôi. Không sao, giờ tôi đi lấy. Tay anh làm sao vậy? Vết thương cũ thôi. Mà đúng rồi,
Cô có thể cho tôi mượn một thứ không? Thứ gì? Miếng đệm áo ngực. Anh nói bậy bạ gì vậy? Cho tôi mượn đi, tôi cần dùng thật mà. Trước giờ tôi không dùng thứ đồ đạc người đó. Quá ra là dùng để làm việc này à? Đúng vậy. Hết cách rồi. Để xác nhận xem nước này có sạch không. Cho nên tôi phải lọc qua nó trước. Sau đó đun lên rồi mới uống được. Anh hiểu biết nhiều thật đấy. Bình thường thôi. Tôi được dạy trong quân đội rồi. Tại anh làm sao mà bị thương vậy? Bị thương lúc làm lính. Vì sao cũng vì bị thương nên mới rời quân ngũ. Cuộc sống trong quân đội các anh có chán không? Không chán. Kiểu như khá giản dị, nhưng cũng có niềm vui riêng của nó. Tất nhiên không thể so với các cô được. Có gì mà không so với chúng tôi được? Chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Họ còn luôn miệng bảo tôi là Bình Hoa. Không phải vậy đâu. Thật sao? Tuy tôi chưa hiểu nhiều về cô lắm, nhưng đã từng xem phim của cô. Lần này gặp cô, tôi cảm thấy cô là người rất đơn giản, cũng rất dũng cảm. Ít nhất cũng không giống những gì trên báo viết. Tin tức trên mạng có vài cái toàn là viết linh tinh thôi. Nghề này của tôi phần nhiều là vì lắng xe tuyên truyền, dập dịp thì diễn, đôi bên đều được thứ mình cần. Anh nói xem, người sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì, lại phải tranh đấu vì cái gì? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy nếu đã không thể quyết định đời người rốt cuộc xảy ra những gì, thì cứ đơn giản mà sống thôi. Tôi không biết cô đã trải qua những gì, từng chịu ấm ức gì, nhưng đã lựa chọn rồi thì hãy dũng cảm đối mặt. Anh là một người rất đáng tin cậy đấy. Anh nói xem, chúng ta có thể sống sót thoát ra không? Có thể. Nếu chúng ta có thể sống sót thoát ra, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Được thôi. Tôi thích ăn thịt. Vậy anh không được chết đâu đấy. Chạy mau. Đi thôi, Tào Diệt, nhanh lên.
Dưỡng này. Chạy mau lên. Cứu tôi với. Nấp đi. Nhanh. Thế nào rồi? Giờ đi trước đã. Tên nhóc kia, đừng chạy. Trả tài liệu lại cho tôi. Họ Tống kia, anh muốn mọi người chết hết ở đây à? Liên quan quái gì tới tôi? Chẳng phải cậu trên mẫu con quái thú đó ra sao? Đó là do đạo diễn muốn vậy mà. Anh còn đồng ý. Anh bảo hiểu muốn vậy đó tôi. Đúng. Đưa tài liệu cho tôi đi. Anh làm gì? Tôi cho anh biết nhé. Anh Tống, anh phải đưa tất cả chúng tôi trở về. Nếu không thì đừng hòng lấy lại tài liệu. Được, mọi người đều sẽ đi khỏi đây hết. Cậu cứ giữ trước đi. Tới lúc về, rời khỏi đây rồi, tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề cho các người. Anh Đanh đừng có lừa tôi đấy. Về rồi không được thiếu một đồng nào đâu. Được, mạng của anh đang nằm trong tay tôi đấy. Được. Cậu qua đây, dìu cô ấy tìm chỗ nghỉ. Cháu đi xem một chút. Được. Quả mộng thính. Kỳ đà khổng lồ. Trán khổng lồ. Nghi thức. Làm gì vậy? Nhanh chút đi. Đợi cho kỳ đà khổng lồ ăn à?
Tôi nghĩ lại chuyện hồi nãy. Sau khi trở về, anh phải bồi thường cho tôi mấy triệu tệ. Nếu không tôi sẽ vạch trần mọi chuyện của anh, tung hết lên mạng. Không được bồi thường cho chỉ mình tôi. Anh phải bồi thường cho tất cả mọi người luôn. Nếu không, chúng tôi sẽ học sức lại kiện anh. Đúng vậy, phải học lại cùng kiện anh, cho anh thân bại danh liệt. Làm gì đấy? Bồi thường, bồi thường nè, trả cho tao. Anh làm gì đấy? Tôi không trả. Bồi thường cho mày hả? Tao bồi thường này. Tôi không trả, trả lại cho tao. Không. Tao. Bồi thường này. Tống, anh điên rồi. Tôi thật không dám tin anh đấy làm gì đấy. Cái thứ chuyên gia sinh tồn giả ngoại rác rưởi như anh, nhìn xem anh đã giúp tôi thế nào. Chú ý lời nói chút đi. Tôi từng bảo phải qua đây xem trước rồi. Anh còn không bằng cái thằng làm lính ngu ngốc kia. Cái anh muốn nói gì thì nói. Bây giờ sống sót rời khỏi đảo sẽ là bằng chứng tốt nhất. Chúc anh may mắn. Anh là đồ lừa đảo. Tôi không lừa đảo. Vậy được, chúng ta làm một giao dịch. Anh muốn tôi giữ im lặng về chuyện anh giết người à? Không, không, không. Nào, nhìn đi. Nhìn mấy quả mộng này đi, có giống mấy hình vẽ trên cục đá không? Ý anh là sao? Phim của tôi bị hủy rồi. Nhưng mà nếu chúng ta quay được kỳ đà khổng lồ, sau khi tôi trở về, dựa vào quan hệ của tôi, chắc chắn sẽ gom được một mớ tiền. Tới lúc đó, dùng số tiền này bắt kỳ đà khổng lồ về, chúng ta sẽ phát tài luôn. Tôi nghĩ mình đã hiểu toàn bộ quá trình hiến tế rồi. Tôi muốn quay cả quá trình này lại. Anh muốn hiến tế ai? Tất cả mọi người, trừ tôi và anh. Không. Tôi sẽ không giúp anh giết bất kỳ ai đâu. Không, không, không. Tôi không bảo anh giết họ. Chúng ta không giết ai hết. Mà là kỳ đà khổng lồ sẽ giết. Anh chỉ cần chịu trách nhiệm giúp tôi quay cảnh kỳ đà thôi. Dùng điện thoại quay là được. Tới lúc đó chúng ta mang về, hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng phải anh rất muốn chứng minh bản thân sao? Cứ suy nghĩ đi. Chuyên gia sinh tồn giả ngoại gia song hoàng, đại nạn không chết, còn quay được kỳ đà khổng lồ tiền sử duy nhất còn lại kinh thế giới. Suy nghĩ kỹ đi. Giác. Kỳ đà khổng lồ tới rồi. Chạy mau. Đi thôi, nhanh lên. Nhanh, nhanh lên.
cậu. Đào, đây, xuống. Cẩn thận. Chậm thôi. Tôi không sao. Mọi người nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây. Nhất định, nhất định có thể mà. Đi thôi. Tào Diệt, đưa mọi người sống sót rời khỏi đây. Đừng mà. Nhanh trốn đi. Anh Chu, không sao chứ? Không sao. Cậu có sao không? Không sao. Cậu hơi mệt thôi, nghỉ chút là được. Thuốc đâu rồi? Cháu quay lại lấy. Cháu đừng đi, nghỉ chút là được rồi. Không sao thật chứ? Không sao. Vậy cậu nghỉ chút đi. Đi thôi. Cậu đi được không? Được, nào. Chúng ta đi tới trước tìm chỗ nghỉ chân đã. Chậm chút. Cậu. Đào, cậu ơi, cậu sao rồi? Toàn Diệt, cậu không ổn rồi. Không ổn rồi. Nào, để cháu cõng cậu. Nào, cháu cõng cậu. Cậu, nào. Toàn Diệt, Toàn Diệt, nghe cậu nói. Cháu cõng cậu. Để cháu cõng. Toàn Diệt, nghe cậu nói này. Cả đời này của cậu chưa từng gặp chuyện lớn gì. Lần này thực sự không được rồi. Tào Diệt, cháu nhất định phải sống sót. Con người vẫn phải có một mái nhà. Không, không. Tào Diệt, Tào Diệt. Cậu, cháu đưa cậu đi mà. Cháu đưa cậu rời khỏi đây. Tào, Tào. Cậu, cậu ơi.
anh đang làm gì vậy? Chế tạo thuốc nổ, đối phó kỳ đà khổng lồ. Cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Anh có kế hoạch gì chưa? Cô còn nhớ tranh kim đá không? Tranh kim đá? Tranh kim đá làm sao? Người trong tranh vẽ đó dùng người sống để hiến tế. Trước khi hiến tế sẽ cho những người này ăn một loại quả, để thu hút kỳ đà và thánh khổng lồ tới. Sau đó bọn chúng sẽ kìm hãm lẫn nhau, từ đó hình thành nên một chuỗi thức ăn. Chúng ta trùng hợp đụng độ cả kỳ đà và thánh khổng lồ, cho nên đã chứng minh mối quan hệ này có tồn tại. Tôi sẽ lợi dụng quan hệ này tìm ra loại quả đó, rồi cho chúng tự đánh nhau, thì chúng ta mới thoát được. Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào? Tôi chuẩn bị đi tìm loại quả đó. Cô cứ chờ ở đây, đó thì có đồ ăn trong liều đấy. Có chuyện gì thì dùng cái này liên lạc với tôi. Nhớ nhé, tuyệt đối đừng đốt lửa. Với lại, bảo vệ bản thân cho tốt. Cẩn thận nha, chú ý an toàn. Tôi biết rồi. Kiều Kiều, làm tôi hết hồn, anh làm gì thế? Tôi đang tìm mấy người đi lạc thôi mà. Tôi muốn tụ họp mọi người lại với nhau. Cô ở cùng ai vậy? Chỉ có tôi với Tào Diệt sống sót thôi. Anh Chu cũng chết rồi. Thế Tào Diệt đâu? Tào Diệt? Tào Diệt tôi không biết. Chỉ có mình tôi về đây. Đây là lý do cô không có chỗ đứng trong cái ngành này đấy. Ngay cả nói dối cũng không biết nói. Bắt lấy cô ta. Các anh muốn làm gì? Tào Diệt, cẩn thận. Đưa đây. Không quản được nhiều thế đâu, mau đi thôi. Cha xong. Xem này. Anh xem, tôi tìm thấy cái này.
Anh muốn làm gì? Tôi hả? Lát nữa tôi sẽ thổi nó lên. Tới lúc đó chúng ta có thể gặp quái thú rồi, cùng chứng kiến thời khắc lịch sử. Anh muốn hiến tế chúng tôi? Không, tôi muốn quay cho xong bộ phim mà chúng ta chưa quay xong thôi. Tình xuất sinh. Tôi... Không, không, không. Kỳ đà khổng lồ mới là xuất sinh. Nếu anh hại chết chúng tôi, Tào Diệt sẽ không tha cho anh đâu. Cô nói cái thằng nhóc chạy trốn ấy hả? Cô nghĩ nó sẽ quay lại cứu cô thật à? Nó bỏ trốn từ lâu rồi. Cô nghĩ xem, loại người này tôi phải chi bao nhiêu tiền để bịt được miệng hắn đây? Tống Đắc đều bị ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ. Người không gì mình đấy mà. Trời chuông đất diệt. Là Tào gì? Giao cho tôi. Tào gì? Tiểu Sơn, tỉnh lại. Anh Tào gì? Tề Minh. Tỉnh lại. Chị Tề Minh, dậy, tỉnh dậy đi. Nào, cởi trói cho họ. Đứng yên. Không ai được đi. Đứa nào chạy, tao sẽ thổi kèn lệnh ngay lập tức dẫn kỳ đà khổng lồ qua đây. Chờ xong, xử thần nhất đó cho tôi. Tôi sẽ cho anh thêm 50 triệu tệ nữa, tiền mặt. Anh nghiêm túc thật sao? Chúng ta nên đổi sức chút đi. Lắp chỉ đi. Tào gì? Mau trốn đi. Bà đừng qua đây. Trong tay tao là súng thật đấy. Mày dám lại gần, tao sẽ bắn cô ta. Chị, chị. Đừng qua đây, đừng qua đây.
Bắn đi. Bắn tao đi. Bắn đi chứ, đồ hèn nhát. Tất cả mọi người đều nên sống sót trở về. Đi thôi. Đi thôi, nhanh lên. Đi, đi, đi. Anh tưởng Tống Tất tha cho anh thật à? Đi với chúng tôi đi. Chị, đi thôi. Đi. Đi thôi, nhanh lên. Tao gì? Ai cũng đừng hòng thoát. Kỳ đà khổng lồ sắp tới rồi. Chạy mau, chạy. Chạy mau, chạy mau. Nhanh lên, chạy thôi. Ra đây đi. Ra đây. Ra đây. Ra đây đi. Ra đây. Ở đằng kia, nhanh lên, bên kia kìa. Nhanh lên. Không. Đi mau. Thiền, chạy mau. Có quái thú. Chạy mau. Chạy mau. Có quái thú. Chạy mau. Chạy mau. Đừng chuyển đồ nữa. Đi mau đi. Dỡ đồ xuống hết đi. Đẩy thuyền. Đẩy thuyền. Nào, dùng sức. Cầm lấy. Anh muốn làm gì? Tôi phải bố trí cơ quan cho sông Đà. Không thì mọi người không thoát được đâu. Không được. Kỳ đà khổng lồ sắp tới rồi. Chỉ khi kích cho bông quả mộng nộ mới dẫn rắn khổng lồ đến quấn lấy kỳ đà. Nhất định phải nghĩ cách dụ kỳ đà vào bẫy mình. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Cha Son, bảo vệ mọi người cho tốt. Nhờ anh hết đấy. Nào, một. Hai. Đẩy. Nhanh lên. Nhanh, nhanh lên, nhanh nữa lên. Nhanh lên nữa. Đẩy nhanh. Tô, cô muốn làm gì? Bên này. Ta ở đây. Ta bắt tao đi. Cái đây. Tôi dụ kỳ đạt tới bãi mình. Nhất định phải đưa mọi người thoát ra ngoài. Đừng mà, mày cao quá. Tới đây nào. Trốn, trốn đi.
Tào Diệp, mau trên bộ. Nhanh lên, đẩy đi, đẩy. Nhanh, 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 đẩy. Tào gì? Rốt cuộc anh ở đâu? Tào Diệp, Tào Diệp, Tào Diệp, anh sao rồi? Chúng ta có thể về rồi. Cảm ơn cô đã dũng cảm xông lên. Nếu không, tôi hoàn toàn không kịp bố trí xong bãi mình và cách bom nổ. Chúng ta có thể sống sót là quan trọng hơn tất cả. Đúng vậy, chúng ta đều sống sót rồi. Tôi biết rồi. Được, cúp máy đây. Tào Diệp,